sao chép. Dán. Mì của bạn đây, ăn đi cho nóng. Cảm ơn. May là họ không cho rau mùi, không lại mất công ngồi nhặt ra. Xin phép hai bạn. Quán mình đang có hoạt động kỷ niệm 10 năm, có thể chụp ảnh lưu niệm tại quán. Hai bạn có muốn chụp không? Được. Chuẩn bị xong rồi chứ? Nào. 1 2 3 Đã từng ăn mì rất nhiều lần nhưng lần này đặc biệt hơn hẳn. Có lẽ vì ngày đầu tiên khai giảng, vì nước dùng nấu theo công thức riêng, hoặc là vì người đang nhìn trộm mình viết. Cậu viết gì vậy? Sao chép? Giá. Cậu không biết sao? Sao chép? Giá. Tức là tớ đồng ý với hành vi của cậu, tán thành lời cậu nói. Cậu đã học được chưa? Nhẫn nhẫn. Nhưng nhận cậu nhanh kia, đi hết con đường kia là sẽ tới phố ăn vặt. Trên diễn đàn nói, ở đó có một cửa hàng kẹo hồ lô ngon lắm, sau này tớ sẽ dẫn cậu đi ăn. Nhưng ngày mai là bắt đầu học quân sự rồi, không biết bao giờ mới được ra ngoài. Phải rồi Nhượng Nhượng, mấy ngày tới nắng to lắm, cậu nhớ chú ý chống nắng nhé, không là sẽ đen lắm. Không được, chắc chắn cậu sẽ quên mất. Tớ quyết định sẽ giám sát cậu mỗi ngày. Nếu đang đi thì sẽ thế nào? Cậu mà đen thì tớ phải đen cùng cậu, không là sẽ không đẹp đôi nữa. Nhượng Nhượng, tớ nghe các bạn bảo kỳ quân sự này cũng tổ chức thi hát đó. Cậu nhớ hồi lớp 10 tớ định hát cho cậu nghe bài Bí mật không thể nói không? Tiếc là lúc đó không hát được. Lần này tớ nhất định phải tập hát cho thật hay. Vừa nãy còn ồn ào như vậy mà chớp mắt một cái đã yên tĩnh thế này rồi. Tại tớ cảm giác cậu tiến lại gần nên không nhìn nổi. Không nhìn nổi gì? Trêu đùa cậu. Tôi tại tại. Cái cậu nói hôm nay tớ học được rồi. Cái gì cơ? Sao chép? Dán. Hai. Một.
Hai. Sao giờ thấy mới phát hiện trong đội này có một bạn đi cùng tay cùng chân nhỉ? Thưa thầy. Nói đi. Em có thể sửa lại ạ? Đúng là năm nào cũng phải có vài thiên tài đi cùng tay cùng chân. Không phải nói cậu đâu. Đáng yêu phết mà. Ừ, đáng yêu. Thầy thấy em tự sửa thì hơi khó đấy. Để thầy tìm người giúp em. Tạ Lâm Nam. Anh này, năm ngoái cũng là thầy Ngô dạy anh sao? Anh cũng bị đi cùng tay cùng chân. Bị thầy ấy rèn cho suốt một tuần. Cuối cùng còn trở thành người cầm cờ. Nếu không thì sao thầy ấy lại bảo anh sửa cho em chứ? Vì anh dày dặn kinh nghiệm đó. Tư thế của em có rất nhiều vấn đề. Tập tư thế cố định trước đã. Phun tay phải khi bước chân trái để hình thành phản ứng có điều kiện. Cố giữ vững nhé. Tốt lắm. Xem ra Tạ Lâm Nam dạy giỏi đấy nhỉ. Giữ vững tư thế. Em thưa thầy. Thầy tổng phụ trách nói là có việc cần thông báo. Thầy Lý bảo em nói với thầy. Được, thầy biết rồi. Tập tiếp đi nhé. Em muốn đi cho lại sức. Em muốn cái này là được rồi. Nhẫn nhượng. Cuối cùng tớ cũng hiểu thế nào là một ngày lâu như một năm rồi. Tớ mệt quá. Giờ bà có thạch rau câu ăn thì tốt. Bị sữa luôn này. Cậu mà có cả bánh kem sô-cô-la thì tuyệt vời hơn. Nhượng Nhượng, cậu là ảo thuật gia sao? Vậy tớ muốn uống cả sữa chua nữa. Vị nguyên bản đấy. Kẹo lạc nữa. Xin dây nướng nữa. Để tớ đi mua. Tớ đùa thôi. Tớ làm gì mà ăn được nhiều thế. Nhượng Nhượng, cặp cậu là túi thần kỳ của Doraemon sao? Sao cái gì cũng có vậy? Tớ không biết cậu muốn ăn gì nên mua hết mấy món cậu thích. Thế để tớ xem còn gì nữa nào. Cái này là sao? Hôm nay lúc học quân sự, tớ thấy giày của cậu hình như là hơi rộng, nên mua miếng lót giày cho cậu. Lót vào đi sẽ vừa hơn, còn êm hơn nữa. Nhượng Nhượng, cậu tốt thật đấy. Phải rồi Nhượng Nhượng, buổi chiều tớ còn một buổi tòa đàm ở khuôn viên với Đông. Về còn phải học 2 tiết tiếng Anh nâng cao, sợ là không kịp. Hay là cậu đi giữ chỗ cho tớ được không? Mấy giờ vậy? 3:30, ở phòng 302. Nhượng Nhượng, cậu là tốt nhất. Có cả Tạ Lâm Nam kìa. Lẽ nào môn này cô ấy phải học lại? Chắc không đâu. Kỳ trước cô ấy còn giành được học bổng mà. Chắc học để tích lũy thêm tín chỉ. Có về kịp không? Sắp vào học rồi. Tắt đường mất rồi. Sợ là không kịp.
lớp có vẻ vắng vẻ nhỉ? Các em đều biết quy tắc của thầy rồi chứ? Trốn học một lần trừ 5 điểm. Rõ chưa? Trốn học 3 lần thì thầy cho trượt môn luôn. Được rồi, chúng ta điểm danh trước đã. Phương Mộng, có à? Hứa Lương, có à? Cô Hải Ba, có à? Trần Thần, có à? Tô Tại Tại, có à? Lớp này có bạn trùng tên sao? Đâu có đâu nhỉ. Mà Tô Tại Tại, nếu thầy nhớ không nhầm thì là một bạn nữ mới đúng. Chưa đến phải không? Chưa đến thầy đánh dấu nhé. Khương Khương, có à? Lưu Quân, có à? Trần Manh, có à? Tôi Tại Tại. Anh Nam, anh xin lỗi. Thấy em chưa tới nên anh định điểm danh hộ em. Không ngờ đã có bạn điểm danh hộ rồi. Anh định giúp mà lại thành hại em. Không sao đâu ạ, đây là vấn đề của em. Tôi Tại Tại. Anh Nam, vậy em đi trước đây. Đi thôi. Nhượng Nhượng, lúc nãy cậu điểm danh hộ tớ sao? Bị đánh dấu rồi, vì có một bạn nam khác cũng giơ tay. Đó là chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thông mới của tớ. Hồi khai giảng cũng là né đưa tớ tới ký túc xá đó. Chuyện này không trách tớ được nha. Hai người thân lắm sao? Đâu có đâu. Nhượng Nhượng, giờ cậu thấy lo lắng lắm phải không? Không hề. Tớ đã bị trừ 5 điểm chuyên cần rồi. Nếu còn bị trừ nữa thì toang mất. Hay là sau này cậu đi học, đi chung với tớ đi, để giám sát tớ. Cậu không sợ bạn gái đáng yêu của cậu lọt vào mắt xanh của người khác sao? Không sợ thật sao? Sợ? Rõ ràng là câu trả lời tớ muốn nghe. Nhưng tại sao cậu nói ra tớ lại có cảm giác tội lỗi khi trêu cậu vậy nhỉ? Nhượng Nhượng, chắc chắn là cậu cố ý. Bà chiêu này lại đánh thẳng vào tim tớ. Lần này ai thuyết trình tiếng Anh đây? Lần trước tớ thuyết trình rồi nhé. Quy tắc cũ. Thế cậu chiếu PPT và video cho tớ. Được, đưa USB cho tớ, để tớ xem trước. USB để trong cặp cậu lần trước. Hình như tớ quên lấy về mất rồi. Cậu xem có còn ở đó không? Còn ở chỗ tớ đây. Cậu đang ở ký túc xá sao? Để tớ đến lấy. Đúng lúc giờ tớ đang rảnh. Để tớ mang cho cậu. Cậu ở đâu vậy? Nhưng Nhưng, chào cậu, chào cậu, chào các cậu. Tớ thấy ngồi bên trên cũng được đấy. Mình lên trên ngồi đi, bên trên sáng hơn. Cảm ơn nhé. Vì lần trước cậu đi học chung với tớ. Dù lần đó tớ không tới lớp, nhưng có quà thì vẫn phải có lại. Lần này tớ học chung với cậu. Lát nữa cậu không có tiết sao? Hôm nay cậu phải thuyết trình mà. Tớ nghe xong rồi đi vẫn kịp. Cậu quay về xem lại USB nhé. Có bất ngờ đó. Đây là video nhóm mình trích từ phim The Shawshank Redemption, cũng chính là nguồn tư liệu cho bài thuyết trình của bọn mình. Bài thuyết trình của nhóm mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Tự động phát video tiếp theo. Nhượng Nhượng ơi,
Nhưng Nhượng, hôm nay tớ lại thấy thích cậu nhiều hơn hôm qua đó. Có chuyện gì vậy? Tớ cũng không biết có chuyện gì. Tự nhiên các bạn này luôn. Sao cậu im lặng thế? Xấu hổ chết mất. Sau này tớ còn nhìn mặt mọi người thế nào nữa đây? Tớ cá chưa đến một ngày là cả trường đều biết chuyện này. Có một sinh viên nữ tỏ tình với bạn trai trước mặt bao nhiêu người. Sau này tớ ở với cái cây thì hơn, không lên lớp nữa. Cậu còn cười. Tớ thấy đáng yêu lắm. Đó là vì người mất mặt không phải là cậu. Vậy lần sau lên lớp tớ tỏ tình với cậu. Thật sao? Cậu lại cười gì thế? Tớ thấy hôm nay tớ lại thích cậu nhiều hơn hôm qua. Nhượng Nhượng. Nhượng Nhượng ơi, Nhượng Nhượng à, Nhượng Nhượng, Nhượng Nhượng, Nhượng Nhượng, Nhượng Nhượng, tôi Tại Tại, cậu nổi tiếng rồi, tớ không học tiết đó cũng biết sự tích anh dũng của cậu, mọi người đang bàn luận gấp diễn đàn kia, bảo là trường mình có một bạn nữ chiếu nhật ký tình yêu cho cả lớp xem, lần này thì học viện của chúng ta cũng nổi tiếng luôn, đây là sự cố ngoài ý muốn mà, tớ cũng không biết là video nó lại tự động chiếu tiếp như vậy. Cậu đã xem biết bao nhiêu lần rồi? Ít nhất cũng phải 5 lần. Trương Lục Nhượng, nói thật đi, hôm nay cậu cố tình phải không? Tớ ngồi dưới nhìn rõ lắm. Cậu đứng gần máy tính như vậy, cậu mà muốn tắt thì bọn tớ còn chẳng nghe được câu thứ hai của Tô Tại Tại. Tớ phản ứng chậm. Nhượng Nhượng, tới ra rồi. Tới đón bạn gái của cậu đi. Tới trong ngoài một lát. Cậu ở trong ngoài lấy đồ ăn à? Cậu có thấy đi sẵn giày, mặc sẵn đồ, ra ngoài đúng giờ để lấy đồ ăn bao giờ chưa? Chủ nhiệm mà, vậy bọn tớ về trước đi. Nhớ cẩn thận, lát nữa báo trên nhóm nhé. Tạm biệt, tạm biệt. Để anh đưa em về. Không cần, bạn trai của em sắp tới đón em rồi. Giờ muộn thế này, anh đợi bạn trai của em tới rồi về vậy. Được. Bạn trai em là cái cậu điểm danh giúp em ấy à? Vâng. Còn nhớ lúc khai giảng em hỏi anh ký túc xá học viện cơ điện ở đâu, chắc hẳn hỏi về cậu ấy đúng không? Có thể nhìn ra em rất thích cậu ấy. Cậu ấy là người em thích từ cái nhìn đầu tiên, cũng là người tuyệt nhất trên thế giới này. Nghe em đánh giá cao cậu ấy như vậy, tự dưng anh thấy không còn gì tiếc nuối nữa. Tôi Tại Tại. Nhượng Nhượng. Đi đi, anh cũng phải về đây. Tạm biệt. Tạm biệt anh. Tạm biệt.
Ban nãy hai người nói chuyện gì vậy? Nói về bạn trai tớ. Tớ nói với chủ nhiệm rằng bạn trai tớ là người tuyệt nhất thế giới. Tớ thích cậu ấy nhất nhất nhất. Thế nào, vui chưa? Nhượng Nhượng, cậu lại im lặng rồi. Cậu xem cậu im lìm như thế. Tớ cho cậu trong tim tớ bao nhiêu năm trời. Tớ đúng là chủ nhà rộng rãi nhất. Cậu đang làm gì vậy? Nộp tiền nhà. Phải, cậu nợ tớ rất nhiều tiền nhà đấy. Thế sau này từ từ trả vậy. Tớ phải thu lãi nữa. Trương Lục Nhượng, ban nãy có phải bạn cùng phòng của tớ nói gì với cậu không? Cậu đừng có hiểu lầm, không phải như cậu nghĩ đâu. Không liên quan gì tới Tại Tại. Tại tớ lúc đăng hình không cân nhắc đến cảm nhận của bạn gái cậu. Thật xin lỗi. Nhượng Nhượng. Trùng hợp quá. Tớ vừa giải thích với Trương Lục Nhượng chuyện mấy tấm hình. Tại Tại, tớ không ngờ cậu sẽ để ý chuyện này đến vậy. Nếu vì tớ khiến cho hai cậu có mâu thuẫn, tớ sẽ tự trách mình lắm. Không sao, tớ sẽ giải thích với bạn trai của tớ. Có phải các cậu cũng tới nhà ăn không? Chỉ bạn đi chung đi. Được, đi thôi. Chân tớ. Trời ơi, đau quá. Còn đau không? Người ta ngốc quá, đi đường cũng bị trật chân. À, tớ nhớ ra tớ còn việc chưa làm xong. Tớ đi trước nhé. Chị ơi, chị không ăn cơm nữa hả? Lần sau đi. Lần sau nhất định phải đi ăn chung nhé. Tạm biệt. Bạn Trương Lục Nhượng, tớ có thể phỏng vấn cậu không? Xin hỏi tại sao cậu lại cười vui vẻ như vậy? Bởi vì bạn gái đáng yêu quá. Sau này ra ngoài cậu nên đeo khẩu trang thì hơn. Đẹp trai quá, làm người ta lo lắm đấy. Thế này còn được. Lâu lắm rồi cậu không đăng bài đấy. Bạn gái à? Ừ, bạn gái. Nhượng Nhượng, cậu đỡ hình đại diện rồi. Cậu đổi bánh xốp kem thì phải làm sao? Tớ thương lượng với nó rồi. Cậu nói thế nào? Bánh xốp nói nếu một tô tô khác có thể yên tâm hơn một chút, hình như nó có thể chấp nhận được. Phải khi nào nghỉ đông về nhà, tớ sẽ mua thêm thịt khô đền bù cho nó. Từ từ thôi.
Nhượng Nhượng, cuối cùng chúng ta cũng về tới Giang Nghi rồi. Rõ ràng mới nửa năm chưa về nhưng có cảm giác có gì đó khác khác. Có thể là không khí trong lành hơn hoặc là đường rộng hơn. Ngay cả mùa đông cũng không lạnh nữa. Chưa về đã tới rồi. Ban nãy cậu bảo từ từ thôi mà. Không được, tớ vẫn phải nói với bố mẹ sớm thôi. Nếu không cũng không tiện đưa cậu về nhà ngồi chơi được. Hôm qua tớ nói với cậu tớ trong điện thoại rồi. Thầy Lâm biết rồi ư? Tiêu rồi. Chắc chắn thầy nghĩ tớ lừa tình cậu. Sớm biết hôm nay, ngày xưa tớ đã không ngủ nhiều trong giờ toán, để thầy ấy có ấn tượng tốt hơn về tớ. Cậu yên tâm, cậu tớ vẫn luôn có ấn tượng rất tốt về cậu. Thật sao? Vậy anh về từ từ nói chuyện với thằng bé. Đừng hơi tí là cãi nhau. Được, vậy thế nhé. Cúp đây. Lão Tô, anh còn nhớ đồng nghiệp đi công tác với em lần trước không? Cũng có ấn tượng sao vậy? Con trai anh ấy học lớp 12 rồi mà ngày nào cũng cãi nhau với anh ấy ở nhà. Hỏi gì thằng bé cũng không chịu nói. Hôm nay chủ nhiệm lớp gọi điện đến tận nhà, anh ấy mới biết. Thì ra thằng bé chẳng ngày nào đi học, toàn trốn học ra ngoài chơi game. Anh nói xem, anh ấy làm sao không nổi giận được. Anh ấy nói rất ngưỡng mộ em. Có con gái cưng tốt biết bao, nhất là tại tại nhà chúng ta. Vừa nghe lời vừa hiểu chuyện, chưa từng làm em lo nghĩ. Chuyện đó còn phải nói, không phải anh khoác lác với em đâu. Từ nhỏ đến lớn tại tại chưa từng giấu anh chuyện gì. Thời tiểu học con bé viết tập làm văn thế nào? Người bạn tốt nhất của con bé chính là bố của nó. Anh thôi đi. Rõ ràng con gái cưng thân thiết với em hơn. Anh nói đi. Em đi công tác lần nào cũng gọi mười mấy cuộc điện thoại một ngày với em. À mà, hôm nay tại tại trở về, chắc bây giờ đến nhà rồi đấy, anh còn không đi nữa à? Thì mua cá rồi còn gì, làm nồi canh cá ăn đây, đi nào. Vậy, bây giờ cậu về hả? Ừ, cậu lên trước đi. Sao vậy? Không, không sao. Vậy tớ đi trước đây. Tối mờ tối mịt thế này, thanh niên yêu nhau rất bình thường, đừng làm như ghê gớm lắm. Làm anh giật cả mình, bộ đồ cô gái mà giống hệt với tại tại. Suýt nữa thì anh nhận nhầm. Tôi tại tại. Đừng nhúc nhích. Bố mẹ tớ. À, thế này, tớ đếm 1, 2, 3. Cậu chạy luôn, đừng quay đầu lại nhé. Tôi tệ đến mức phải giấu đi sao? Ừ, đúng thế. Chúng ta đã trưởng thành rồi mà. Hai đứa đứng yên. Để xem thằng nhóc nào to gan như vậy, dám bắt nạt con gái cưng nhà tôi. Tôi tại tại con to gan lắm rồi phải không? Bây giờ yêu đương cũng không nói với gia đình. Con có biết người con quen như thế nào không? Cậu Tiểu Trương. Chào cô chú. Lại gặp nhau rồi, đúng vậy. Tại tại, bố phải nghiêm khắc với bình con. Tại sao yêu đương mà không nói sớm? Giữa trời đông giá rét cậu ấy không lạnh sao? Ba để Tiểu Trương vào nhà cho ấm. Đúng thế, đúng thế. Con vẫn chưa ăn gì phải không? Bố, giờ phải ăn cơm rồi chứ. Bố, sau này cháu tới nhà thì cứ vào luôn nhé.